Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh đây, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IO, các dự án robot, các dự án IO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cập nhật liên tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ đến với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án PA tham gia dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video, sau đó các bạn ấn nút start để xem robot. Tiếp theo chúng ta nút join group, lần lượt join group Telegram, mở Twitter, mở Discord, join kênh channel, mở kênh Twitter liên kết, join Discord này, follow Twitter, copy username của pay NFT này, nay chọn nút close tweet, nút tweet này, trên group thì chúng ta sẽ tiến hành live retweet lại bài đăng. Mình xin nói luôn là dự án này tặng USDT, mà USDT thì cái số lượng người về không nhiều nên mình sẽ không có cái video chia sẻ vào đâu. Anh em nào may mắn nhận được token thì chúng ta vui thôi nhá, mình sẽ không có cái video chia sẻ vào đâu đối với cái dự án này đâu. Đấy. Chúng ta sẽ điền địa chỉ email. Tiếp theo là phần địa chỉ ví, các bạn dùng ví ETH ở trên chất wallet hoặc MetaMask, chúng ta copy phần địa chỉ ví ETH sau đó qua trở lại paste vào. Đối với phần Twitter link thì các bạn ấn về tường nhà. Cái phần tường nhà thì các bạn copy phần profile link nhé. Phần retweet link chúng ta chọn tweet đi. Chọn phần thời gian bài đăng và sao chép phần link này. Chọn ever join. Đối như với Discord, chúng ta join Discord. Tích vào những cái dấu tích này. Copy phần username Discord paste đây này. Chọn ever join. Chọn hover join. Join một trong ba group, ở đây mình đã join group 3. Chúng ta chọn nút đôn. À, ok vừa rồi thì mình đã hoàn thành xong video chia sẻ về dự án để chúng ta nhận token PA. Chính xác là dự án nhận USDT đến từ dự án PA. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.